Thưa quý vị, chuyến xe năng lượng Tết 2023 tỉnh Bình Dương đã lăn bánh sáng nay, đưa 280 công nhân lao động, sinh viên về quê vui xuân, sum họp cùng gia đình. Đến tiễn chuyến xe có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Lộc. Chuyến xe năng lượng Tết 2023 do tỉnh đoàn phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương thực hiện. Chuyến xe nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 của tổ chức đoàn hội, góp phần giúp thanh niên công nhân an tâm sinh sống, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tô thắm truyền thống nghĩa tình, sẻ chia yêu thương của đất và người Bình Dương. Điều đặc biệt của chuyến xe này là toàn bộ hoạt động liên quan từ khâu vận động, chi phí, quảng bá đến đăng ký nhận vé xe về quê miễn phí đều thực hiện trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của tổ chức đoàn. Qua đó từng bước tạo thói quen cho thanh niên công nhân, lao động trẻ về chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác đoàn năm 2023. Sau một tháng triển khai, chương trình vận động được 5 chuyến xe năng lượng Tết về các tỉnh miền Trung và một chuyến xe về miền Tây. Trước giờ xe lăn bánh, tỉnh đoàn trao tặng mỗi hành khách một phần quà Tết cùng lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nạp đầy năng lượng tích cực để trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết. Càng gần đến ngày Tết, lòng người lại càng nôn nao muốn trở về quây quần bên người thân. Vì thế, hành trình chuyến xe năng lượng Tết thêm đông đầy ý nghĩa khi là cánh én nhỏ làm nên mùa xuân ấm áp, sum vầy đến mọi người, mọi nhà.